thì là cụ mình xây chấn mà là tọc nắng Và tao này cứ ai về mua về bàn thế. Bao nhiêu mơ lên chân mơ lên nhiều mặt đăng thà là không đọp mùi mùi nước miền đại ấy. Và bên này cứ mình đăng thế này cứ ai mơ được kháng nó và chà ai về mới thà tao về mình mua ít khác. Bà tam nhom mơ là xong rẻ nó kháng đây hay là bỏ nó lên đi đó nhom ai score bàn bốn cái cứ tắc sầu phủ ấy phù bảo viết đôi kia nhỉ. Chà bà tọa mà tiết nhầm cực tha đọ mùi ní cứ đạp phển trà vũ ấy po viết po lương đôi khi còn tại bay sen tiết nó cứ nhầm ở score này bà chẳng bay sen tiết cứ nhầm phạt cho nó chà ní cứ chia sụp bù liền đáy và chấm này ní huynh và nẹ cứ ai hạt lần bà ở đây ở phố lệ ô hà năng nhầm score này bà hạt chẳng tới hà năng cặp tới cứ chia cỏ còn tại hạt ấy mà chỉ po về tao chia cá chục sò nhá cô bà cứ cái nhóm đạo bò với đầm bầy nghề sầu mưa mà mưa bàn chứ bà và chà nấy có ai hạt bàn đá này cứ xả hạt mưa ai hạt bàn này anh ấy ở bên thôn Clan này phong cô bà ở thôn Clan cứ tất bà chà tập cho cụ đại cái mang tay chia bò bài toàn chẳng bà cứ cái nhóm đạo lẹ nấy cứ lẹ có bài toàn bà đầm bầy ở miền phố đầm bầy sầu mưa bà trong nó sao trong cái kế bỏ sao nó sẽ cái khổ anh ấy hào giói lịch mà anh ấy cứ sập bù liền đây chà chứ là cô cho xong rẻ chả ăn màu bẹp nắng là cô cực nâng thơ ấy ngay nắng bà cứ khi nhóm chồng thơ chỉ ăn thật nụ và mẹ cô thu lọc khơi nhé ăn thật nụ tay là nơi lừa mình nọ và còn tay phê nít cứ khi nhóm chồng thà thơ ăn thật nụ nước nó cài của mình chà chứ là cô anh ta nấu là cụ thua không cái thua là giang mấy nó khổ anh phải hai nhóm ba nè bà nhóm ba phê biệt thua ao nhà cụ bán ai nhà cụ chỉ nhà thua bà chà. Trong sông cuối bà thích bà cứ môn đồ bổ cứ dương chặt tự sờ cho được lòng cài bà phần tái chặt vào môi tự sờ bà từ nằng kiềm cài này kháng lừa bà ao nó kháng cáo bà chà đòi vô trong cơ này và đồng bài chui bằng hồ về và che mắt và chà. To một tiết cứ dương chạy thực sự bù và thực sự bù nó dương chạy trồ đó đặt cho cơ nó ao màu khẳng lừ thực sự rầu và to tiết cứ dương chạy thực mà chạy thực nó cứ chạy bực nề chứ một tay chạy xăm xăm mà lúc hay thực hay nâng sự bù với ai ở lề chỗ nghề bàn chà. To tiến cứ chạm rèn trà và rèn trà chạm xăm xăm đi kia và phòng hố rất được khắt lờ trong cõi cứ chạm còn châu đi kia chẳng đâu phòng hố đi kia cứ chạm đang bị chơi một đàm chà và chẳng nghe cru xa vừa mới đã bàn đặt được phòng vàng này chẳng mạnh mình vốn cụ thể chạm với bàn tay dân phở này đầm bầy về hồ từ đó cám hay ập lại cao chân ấy là cụ bà có mỗi đòn trang có mỗi đòn tọa mắt thiết cứ tập sờ bù
cất nó vô đi đó. Xăm 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 cũng đáng đo lắm. Bán chúc đồ lại nặng tất cả nó mình một tiết bàn này nè cô bàn ăn được nuôi vàng sát được con cài úp ra để miền làm pua mà bàn tay mày bàn pua mui mui nó về đây nhom chạ tới mày bàn vi ọt lì cho kia chứ là cô bà này cứ về tiệm tôm từ nằng đong xịt tê nó bỏ rùa bứt thiệt mà bàn đây là rùa bứt thiệt để miền đong xịt tê tàu chiến kế cứ về tới nơi lứa lứa kì và chẳng nè cô anh là bàn đấy là tá ông có theo theo từng ông ta ông có theo theo nát đa miên đong xịt tê tàu chiến kỳ chẳng tam là dạ cả chạ lì tới hơi nâng lục rù ban cặp nhưng mình tha rù cơ thiết đa miên đong xịt tê tàu chiến kế cứ viên ở này khang lơ chẳng khang lơ cứ đa nhầm chạ trong cõi cái cứ ạ cò bà cứ ạ cò chẳng rù cơ thiết nát đa nơi xa chiến kỳ ដែលនៅដែលមានដងសិទ្ធិធ្ងន់ជាងគេចាអញ្ចឹងបើតាមលទ្ធផលវិសោធន៍រូបធាតុដែលធ្ងន់ជាងគេគឺប្រកាសជាវានៅផ្នែកខាងក្រោមអញ្ចឹងតាមការពិសោធន៍ហ្នឹងគឺតក្សរោគឺជារូបធាតុដែលមានដងសិទ្ធិធំជាងគេបាទអរគុណ